Nhưng mà vẫn phải là cứ nhưng mà nó cũng không còn thời gian rảnh cho mình nữa. Thầy cô đi quay rồi. Bây giờ có phải đâu, cứ quay này là được tiền đâu cô. Và đêm còn phải làm nữa chứ. Đi quay mỗi tháng 5 triệu mà. Đọc cứ thế này thì cô lại nhàn quá. Trẻ con nó cũng làm được mà. À, tối lại còn phải làm nữa. Để cái này nó nhàn. Không vất vả, mình mệt thì mình vẫn nghỉ được. Ví dụ hôm nay bảo anh mệt anh không làm được thì vẫn cứ nghỉ. Có tiền và mệt thì cứ cầm cái này quay vẫn được. Chẳng qua là làm thì mình trách nhiệm công việc thôi, chứ em thì nó cũng ép mình làm phải làm hết thứ đâu. À, thế này cứ đi quay cho nó xong rồi để nó ấy ra. Mà và lên kênh cho chú. Và... cười hôm đâu Hoàng Bành nó mở cái quay video đập bóng ấy, đập bóng cách đây mấy năm rồi cơ. Mà cười bò ra. Lâu lắm rồi. Cái này thì lại không mở kênh cho xem được, cái này toàn tiếng nước ngoài thôi, về tối con làm lên nước ngoài. Ừ, cho bọn nước ngoài thôi chứ. Mà chú Ngọc đi làm gì? Ôi giời, hôm nay ở nhà thì ông anh trai với chị dâu này gọi nên làm cái gì. Nhà vợ chồng nhé rất chi đại lạ. Mua lợn của cái thằng ở bên xú mà nó đang ngay chỗ cầu phao đây. Mà...